liên quan đến vụ bà Lê Thị Hường, sinh năm 1975, ngụ ấp Liên Sơn, xã Xà Bang, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa, Vũng Tàu, là vợ của ông Võ Thanh Mỹ, bí thư đảng ủy xã Kim Long, huyện Châu Đức, đốt người phi tang. Đến nay, bà Hường đã thừa nhận toàn bộ tội ác của mình. Lời khai chi tiết này chắc chắn sẽ làm nhiều người kinh động, phẫn nộ trước hành vi tàn độc xưa nay hiếm ở một người phụ nữ. Bà Hường khai đã sát hại bà Dương Thị Thủy Bình Hà, sinh năm 1961, là chủ tịch hội chữ thập đỏ, kiêm thủ quỹ xã Kim Long, huyện Châu Đức, nhằm quỵt khoản nợ đã mượn trước đó. Cụ thể, trưa ngày 14 tháng 5 năm 2012, bà Hường đi xe gắn máy, bịt mặt bằng khẩu trang, đến tận nhà gọi bà Hà đến nhà mình với lý do giải quyết nợ nần. Đến nơi, nhà lúc này vắng vẻ, bà Hường nhờ bà Hà sửa chiếc máy bơm nước. Trong lúc bà Hà đang cúi xuống, bà Hường đã dùng dây điện chuẩn bị sẵn chích từ phía sau, làm cho nạn nhân này không kịp phản ứng. Bà Hường kéo lê thi thể nạn nhân ra vườn, đặt lên hồ rác, chất củi lên trên và thiêu đốt. Đang lúc đốt thi thể bà Hà thì ông Mỹ về nên đã nhanh tay dập lửa, rồi chất củi lên thi thể người vừa cháy nham nhở để che giấu. Chờ ông Mỹ đi làm, bà Hường tiếp tục nhóm lửa đốt xác. Do khu vườn nhà rộng nên hành tung tội ác của bà Hường không bị ai phát hiện. Mùi đốt thi thể người không bay đến nhà dân bên cạnh. Kinh hoàng hơn, việc đốt phi tang xác được bà Hường tiến hành liên tục trong 2 ngày liền, nhưng ông Mỹ không hề hay biết. Để tội ác không ai phát hiện, bà Hường nghĩ ra chiêu cực độc là mang tro ra rải khắp vườn. Đáng nói, sau khi hạ xác, phi tang thi thể bà Hà như nói trên, bà Hường vẫn sống bình thản trong chính căn nhà là hiện trường tội ác, không hề có sự bất thường nào. Trong thời gian này, bà Hường nhắm đến mục tiêu tiếp theo là ông Nguyễn Chí Hùng, sinh năm 1961, và bà Phan Thị Nga, sinh năm 1960, ngụ xã Cù Bị, huyện Châu Đức, và lên kế hoạch sát hại cả vợ lẫn chồng để quỵt khoản nợ khoảng 100 triệu đồng. Bà này khai, ban đầu dùng chiêu thức hạ độc thủ, nhưng cả hai lần tiến hành đều không thành. Lần thứ nhất, bà Hường nhờ một người không quen biết là ông Trần Lộc, sinh năm 1932, hàng xóm của vợ chồng ông Hùng bà Nga, đi xe đạp mang đến giao cho bà Nga một bịch cháo lòng có pha thuốc độc. Bà Nga không biết ai giao bịch cháo cho mình nên không dám đụng đến. Tuy nhiên, bà mang bịch cháo về nhà đổ ra cho con chó ăn. Sau đó, con vật này hộc máu mồm chết tươi. Cả nhà bà Nga không nghi ngờ gì mà nghĩ là con chó chết do trúng gió đột tử. Sau lần đó không thành công, bà Hường triển khai kế hoạch hạ độc thủ lần hai. Lần này, biết vợ chồng ông Hùng bà Nga mỗi sáng thích uống sữa mẹ đen, nên khoảng 6 giờ 30 sáng ngày 14 tháng 1, bà Hường mua 2 bịch sữa mẹ đen có pha độc dược, đến lén bỏ ở nơi bán hàng của vợ chồng chủ nợ. Khi dọn hàng, ông Hùng mang 2 bịch sữa mẹ đen về nhà. Ông Hùng nghĩ là vợ mua nên đổ một bịch sữa ra ly pha với đá, nhưng khi thấy mùi hôi tanh nên ông đổ đi rồi lên rẫy làm việc. Còn phần bà Nga, về sau nghĩ là sữa chồng mua nên pha uống, sau đó bị đau bụng phải cấp cứu tại bệnh viện và may mắn thoát chết. Cả hai lần ra tay không thành, bà Hường tiến hành kế hoạch manh động hơn. Trưa ngày 15 tháng 1, bà Hường chủ động gọi vợ chồng ông Hùng bà Nga đến tận nhà mình để ra tay. Đến nơi, bà Hường viện cớ chờ ông Mỹ về lấy tiền sẽ trả. Sau đó, bà Hường ngỏ ý muốn biếu buồn chuối nên gọi ông Hùng theo bà ra vườn. Lúc này, bà Hường đang cầm chiếc rựa, gặp ổ trứng gà, bà ta yêu cầu ông Hùng nhặt vài quả về luộc ăn. Trong lúc ông Hùng nhặt trứng, bà Hường vung rựa chém từ phía sau, làm ông ngã quỵ tại chỗ, kêu cứu yếu ớt. Bà Nga nghe kêu cứu, chạy ra, thấy tận mắt nên la lớn: "Sao lại chém chồng tôi?" Bà Hường trả lời: "Chém chết để trừ nợ." Rồi cầm rựa lao đến, vung chém vào người bà Nga, làm bà này choáng váng nhưng vẫn gắng gượng chạy trốn, leo lên hàng rào rồi gục ngã. May mắn, có người đi đường đã kịp thời ứng cứu, và từ đó, toàn bộ hành vi tội ác của vợ quan xã tàn độc đã bị phanh phui. Nghe những lời khai, ai cũng ớn lạnh. Thế nhưng, đó là tội ác tày trời gây ra bởi một người đàn bà mà bấy lâu nay dân địa phương xem là hiền lành tử tế. Nói về hành trình đi tìm người mẹ mất tích một cách đầy bí ẩn, anh Nguyễn Hải Sơn, con bà Hà, buồn bã
kể về những tai họa dồn dập ập đến với gia đình. Sau khi mẹ anh mất tích một tháng, ông ngoại anh bị tai biến ở quê, nhận tin quá sốc nên qua đời. Ba anh vì u buồn mà bệnh u gan ngày càng nặng hơn, phải về Nghệ An chữa bệnh rồi cũng mất. Những người thân trong gia đình anh Sơn mang theo tấm ảnh của mẹ đi khắp nơi để hỏi thăm, nhưng không ai biết tung tích. Anh Sơn có lần nhờ thầy bói giúp tìm bà Hà, thậm chí nhờ cả nhà ngoại cảm, nhưng chẳng ai nói đúng cả. Anh Sơn nói trong sự thất vọng. Khoảng 10 tháng trước, bà Hà mang theo mũ bảo hiểm và sổ ghi nợ rời nhà đi công việc, nhưng đến tối vẫn không thấy về. Trong sổ nợ ghi, bà Lê Thị Hường có ký nhận mượn nhiều lần với tổng số tiền hơn 200 triệu đồng. Tuy nhiên, khi bà Hà mất tích, anh Sơn có đến nhà bà Hường để lấy tiền thì vợ quan xã này đã chối biến và nói chỉ còn thiếu 12,5 triệu đồng. Sau 2 ngày mẹ mất tích, anh Sơn nhận được một tin nhắn từ số điện thoại lạ với nội dung: Tí, tức anh Sơn, tên gọi ở nhà. Mẹ có công việc, phải đi giải quyết một số chuyện. Mấy anh em đừng lo lắng gì nhé. Khi nào xong việc mẹ sẽ về. Chừng nào xử ông Thanh, chủ tịch xã, với con Thảo, kế toán trưởng xong, mẹ sẽ về. Đừng cho ai biết mẹ liên lạc với con. Công việc ở nhà, con cứ để đó, mẹ về lo. Đừng gọi mẹ, điện thoại này mẹ mượn. Sau khi đọc tin nhắn, anh Sơn gọi vào số thuê bao nhưng không liên lạc được. Sau đó, anh đưa thông tin cho công an. Tuy nhiên, công an xác định số thuê bao nhắn tin là số khuyến mãi của một người ở tận miền Tây. Nửa tháng sau, anh Sơn gọi vào số máy của mẹ thì bất ngờ nghe tiếng chuông. Sử dụng số này là một người chạy xe ôm. Sau khi điều tra, cơ quan chức năng xác định chiếc điện thoại đó là của bà Hà, được bà Hường mang đến một cửa hàng ở xã Xuân Mỹ, huyện Cẩm Mỹ, bán với giá 900.000 đồng. Căn cứ lời khai của chủ cửa hàng bán điện thoại, công an triệu tập bà Hường đến làm việc. Lúc này, bà vợ ông bí thư xã Kim Long thừa nhận là người đã bán chiếc điện thoại. Tuy nhiên, bà Hường giải thích: chiếc điện thoại này tôi lượm được ở nhà khi nhóm bạn của ông Mỹ đến ăn nhậu. Chờ hoài, không thấy ai quay lại lấy nên mang đi bán. Vì không đủ bằng chứng buộc tội nên công an huyện Châu Đức đã cho bà Hường về. Sau 2 tháng bị bắt giữ về hành vi giết người, lực lượng cơ quan điều tra công an tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu tiến hành khám xét vườn nhà bà Lê Thị Hường vì nghi ngờ đã sát hại bà Hà rồi đốt xác phi tang. Sau gần 2 giờ đào xới trên khu đất trống trong vườn, trồng sen canh, cây cà phê và tiêu, lực lượng cảnh sát đã tìm thấy nhiều mảnh xương chậu, xương cổ, răng và đốt sống nằm dưới lớp đất dày từ 10 đến 20cm, hầu hết bị dập nát và có dấu hiệu bị đốt cháy trước khi chôn lấp. Cơ quan chức năng đã tiến hành giám định mẫu xương này. Ngày 16 tháng 3, Phòng Kỹ thuật Hình sự Công an tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đã cho mời hai người thân của bà Dương Thị Thủy Bình Hà đến để lấy mẫu tóc. Anh Nguyễn Hải Sơn, con bà Hà, và người dì ruột của anh Sơn là Dương Thị Thủy đã được các bác sĩ pháp y nhổ mỗi người một nhúm tóc để lưu mẫu. Từ khi bà Hà mất tích, anh Sơn thường xuyên mơ thấy mẹ. Không chỉ có anh mà còn những người thân như vợ, anh trai cũng mơ thấy bà Hà về. Có lần tôi nằm mơ thấy mẹ bị ai đó sát hại, máu ra nhiều lắm và kêu cứu. Còn em trai tôi mơ thấy mẹ cùng ba về, nhưng cứ đứng ngoài cửa khóc nhìn vào nhà. Ngay cả người em gái của bà Hà, cô Dương Thị Thủy, cũng có lần mơ thấy chị hiện về kêu cứu. Dì tôi kể là thấy mẹ tôi chết, quanh người quấn bằng những sợi dây thép gai chằng chịt, máu chảy ra nhiều, nằm ở giữa khu vườn nhiều cây trái. Rất có thể đó là những lần báo mộng về cái chết tức tuổi của mẹ mình mà mọi người không ai nghĩ ra, anh Sơn cho biết. Dư luận đặt vấn đề, nếu tội ác trót lọt, bà Hường là một trong những kẻ giết người hàng loạt khủng khiếp nhất từ trước đến nay, và có lẽ số nạn nhân của bà cũng không đếm xuể. Dư luận đang ngóng chờ ngày vợ bí thư xã tàn độc phải trả giá.